trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Đây chính là quân nghĩa dũng kháng Nhật của Đông Bắc chúng ta. Họ không có cơm ăn, không có áo mặc, nhưng vẫn luôn kiên trì ở trời tuyết đất lạnh, quyết chiến với bọn Nhật. Họ là người Trung Quốc đỉnh thiên lập địa. Từ trên người họ chúng ta có thể thấy Hoa Hạ hừng hực sẽ không thể bị bọn Nhật chinh phục được. Sau này em cũng muốn làm người quân nghĩa dũng đi đánh quỷ Nhật Bản. Đúng, đuổi bọn người Nhật Bản về quê hương chung. Đúng, 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 giải quân nghĩa dũng trong lòng các em. Trước khi tan học, nộp lại cho cô. A-di-đà-phật. Quảng Thế sư phụ có việc gì? Sư phụ kêu tôi mang một gánh gạo đến cho trường học. Hư Dân trưởng lão đúng là có lòng Bồ Tát. Tôi thay mặt các em nhỏ cảm ơn trưởng lão. Vậy Quảng Thế sư phụ, thầy còn việc gì khác không? Người trên bức tranh đó, cô có gặp qua chưa? Đã gặp rồi. Anh ấy là một anh hùng tài giỏi, là thần tượng trong lòng học sinh thanh niên chúng tôi. Huynh ấy có phải tên là Dương Hán Tùng? Phải, thầy cũng biết hả? Chúng tôi từng là huynh đệ, sống chết có nhau. Huynh ấy cũng tham gia quân nghĩa dũng kháng Nhật sao? Phải. Nói như vậy, thầy cũng là người Đông Bắc. Ở Thiết Lĩnh hát hạt tử công. Vậy sao thầy lại A-di-đà-phật. Mỗi người nhân duyên khác nhau, không nói những chuyện này nữa. Đúng rồi, những thứ này để đâu đi? Đi theo tôi. Các vị đều là đệ tử cửa Phật, đều biết đạo lý đất nước thương tàn, miếu chùa làm sao tồn tại. Cũng biết rằng xuất gia theo Phật phải thượng báo bốn trọng ân. Bây giờ nếu có tăng nhân muốn đi tiền tuyến tham gia công tác cứu hộ người bị thương thì mời đứng ra. Lão nạp tiễn các vị. Còn nữa không? Còn tôi nữa. Trưởng lão, còn tôi. Cô giáo Trần, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi tổ chức lần này là đội cứu hộ tăng ni. Tôi có thể lập tức xuống tóc làm ni. Trưởng lão, cho tôi đi đi. Cô đã suy nghĩ chưa? Đám trẻ nhỏ kia càng cần sự bảo vệ của cô. Không phải bắt buộc đi tiền tuyến mới được xem là báo quốc. Chuyện này A-di-đà-phật. Pháp sư Định Dư. A-di-đà-phật. Đây là hối phiếu 10 vạn hôm qua phương cư sĩ cho tôi. Tôi xin mượn qua dân Phật vậy, nhờ thầy chuyển giao cho Hiệp hội Cứu nạn Phật giáo Đàm Nhạc. Vậy sao được chứ? Pháp sư Định Dư, tôi nghĩ phương cư sĩ nhất định cũng sẽ tán đồng. Trưởng lão, từ bi thương xót khiến đệ tử vô cùng cảm động. Bây giờ chúng ta đi thắp một nén nhang cho Phật, cầu Bồ Tát Phật phù hộ cho tất cả những người tham gia kháng Nhật cứu nạn. Thầy là một người Đông Bắc, người Đông Bắc chúng tôi không có kẻ nhát gan như thầy. Đông Bắc bị chiếm lĩnh rồi, Hoa Bắc cũng bị chiếm lĩnh, toàn Trung Quốc nguy trong gang tấc.
trăm ngàn vạn chiến sĩ hiện tại đều đang liều mạng để xông pha ra chiến trường. Thầy ngay cả dũng khí cứu hộ người bệnh cũng không có nữa. Thầy không xứng đáng làm người Đông Bắc, thầy là một nhược phu. Cô kêu tôi đi cứu người bị thương, kêu tôi đi nhìn họ, nhìn đồng bào của tôi, nhìn họ đau khổ chết trong lòng tôi, kêu tôi đi nghe tiếng gào thét đau khổ của họ. Tôi sẽ phát điên đó, cậu có biết không? Mà tôi thì không thể cầm đao súng đi lên chiến trường giết giặc. Là gì? Tôi là người xuất gia, cậu hiểu không? Sư phụ! Ta biết rồi. Sư phụ biết rồi. Thầy biết cái gì chứ? Hôm qua quân Nhật đã đánh chiếm Nam Kinh, chúng giết đốt cướp bóc mấy chục vạn sinh linh, chết thương thê thảm. Sư phụ! Ta biết rồi. Đã có một nhóm lớn dân tị nạn ùa vào Nam Hoa Tự, sắp xếp tốt cho họ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Dạ. Chạy mau! Lễ truy điệu không được gián đoạn. Mời các vị theo tôi lên điện Phật đi nhiễu Phật. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Sư phụ, đệ tử Quảng Tế xin được Hoàng Tổng Tổng quân kháng Nhật báo quốc. Tốt, giờ đúng là chắc chắn rồi. Sư phụ, Quảng Tế à, dùng dây thần đang loại dài này phải trông chặt ngoài lóng, như vậy khi mang vào mới nhẹ nhàng thoải mái được, hơn nữa chịu mòn. Nhiều năm nay ta chạy đông chạy tây, giày La Hán tự mình đang không dưới 100 đôi, chỉ có đôi này là đang được tốt nhất. Ta tặng nó cho con nè. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ từ bi chân tình, đệ tử khắc cốt khó quên.
bộ đồ tăng này ta giữ giùm con trước, tạm thời thay con bảo quản, để con trở về mới trả lại cho con. Sư phụ, trên chiến trường mưa bom lửa đạn, đệ tử đã chuẩn bị sẵn một đi không trở lại. Hôm nay từ biệt sư phụ, e là không còn ngày gặp lại. Lão già ta hơn 100 tuổi cũng đợi được mà, con lại không có lòng tin như vậy sao? Con người muốn chết thì dễ, muốn sống mới khó. Con không nên luôn muốn kiếm việc dễ mà làm. Sư phụ, đệ tử nhất định sống thật tốt trở về gặp sư phụ. Con còn chuyện gì chưa dứt được hay sao? Sư phụ, 5 năm nay con xuất gia theo Phật, chịu nhiều ân Phật. Hôm nay phản bội Phật mà đi, trong lòng rất dây dứt. Xin sư phụ cảm thông. Quảng Thế à, Quảng Thế, con xuất gia tu hành 5 năm rồi, sao vẫn còn là một tục kháng trọc đầu vậy? Sư phụ, nè, đến đây đi, con xem thử. Con hãy xem thử, đây là gì? Đây là một chữ, chỉ là bị giết ngược. Là chữ gì? Là một chữ tôi. Chữ tôi giết ngược có được xem là chữ không? Không được. Nếu đã không được xem, tại sao con còn nói là chữ tôi? Vậy được xem. Nếu là một chữ, vì sao con lại nói nó giết ngược? Con giết ngay là chữ, giết ngược cũng là chữ. Quan trọng là trong lòng con biết đây là chữ tù. Giết ngay, giết ngược đều như nhau cả, cùng một đạo lý. Nếu trong lòng con có Phật, xuất thế, nhập thế không có khác biệt. Trong lòng không Phật, ngồi rách bồ đoàn, đọc hết kinh Phật cũng không có ích gì. Trong lòng có Phật, xuất nhập tan tụ đều là nhân quả, báo quốc cũng là báo Phật mà. Sư phụ, lời dạy của sư phụ khiến đệ tử không còn nghi hoặc, trong lòng đột nhiên thanh thản. Xin hãy dẫn đệ tử một lại. Mặc dù sự xâm nhập của Nhật Bản mang lại khó khăn chưa từng có cho công trình tu sửa Nam Hoa Từ, nhưng hư dân trưởng lão kiên tâm khổ hạnh, sức mạnh tinh thần và sức hấp dẫn nhân cách đã cảm chiêu 4 phương. Cuối cùng đến năm 1941 đã tu sửa hoàn tất Nam Hoa Từ. Cũng chính là bắt đầu từ năm này, chiến tranh Thái Bình Dương bùng phát. Lúc này dân tị nạn hội tụ đến Khúc Giang nhiều đến 200 vạn người. Thiều Quan trở thành một trại tị nạn to lớn ở Trung Quốc. Cho tôi nữa sư phụ. Con vào đây thầy ta phát cháo cho dân. Dạ. Cho tôi với. Cũng sẽ không ở lại Nam Hoa Tự nữa. Chả trách mấy ngày nay dân tị nạn giảm đi rõ rệt, rất nhiều người hình như đi về hướng Tây rồi. Họ là muốn chạy đến Quảng Tây, một Trung Quốc rộng lớn, lại khó có chỗ cho họ dung thân. Hoàng Bổn, ta cũng phải đi rồi. Đi, sư phụ, ta đi đâu?
Nhũ Nguyên dân bồn tự. Con nghe nói ở đó rách nát, không bằng năm qua tử lúc đầu nữa. Sư phụ à, thầy đi đến đó làm gì? Bên đó là tổ đình của dân môn tông. Ta không đi sửa, ai đi sửa? Thầy vừa mới sửa xong năm qua tự mà. Tùy duyên tu sửa, tùy duyên phó thác. Ta không phải luôn như vậy mà đến đây sao? Về sau năm qua tự phải phó thác cho con và phục nhân rồi. Tôi làm ơn cho tôi lúc nãy đánh một lần rồi, nhưng mà sao bây giờ lại đánh nữa chứ? Chuyện gì vậy? Sư phụ à, anh ta lúc nãy lãnh cháu một lần rồi, bây giờ lại đến lãnh nữa kìa, thầy xem. Đúng rồi đó, sao lại đi vậy? Đi. Ôi. A-di-đà Phật. Là ai vậy? Tôi là con chuột. À, bây giờ ngay con chuột cũng thành tinh rồi, biết nói cả tiếng người. À, lúc cần thiết người không kêu, bây giờ kêu có ích gì hả? Cái gì? Người học chuột kêu, học nhiều năm rồi phải không? Dạ phải, cũng được 5 năm rồi. Ngươi hoàn toàn có thể làm giả mà. Lúc nãy khi ta hỏi ngươi, ngươi có thể không cần trả lời ta mà học chuột kêu. Vậy không phải lừa được lão nạp rồi sao? Nói cũng phải, nhưng mà lúc đó tâm vừa quản, lại buộc miệng nói ra rồi. Đó là vì ngươi học chuột kêu đã học quá lâu rồi, xem mình là con chuột luôn rồi đó. Ê, đừng học nữa. Lúc nãy người không kêu, bây giờ là cố sức kêu thì có ích gì? Cho nên nói chuyện gì cũng phải nắm bắt thời cơ mới là quan trọng. Xem ra ngươi là một tên trộm ngốc. Ừ, sao biết tôi là tên trộm? Ngươi không phải tên trộm học chuột kêu để làm gì? Ờ đúng vậy, tôi là tên trộm. Tôi là tên trộm thì đã sao? Một lão hòa thượng ông còn có thể bắt được tôi sao? Ê nè. Ơ sư phụ à, xảy ra chuyện gì vậy? Sư phụ à, ai vậy? Không sao, ta chỉ đụng phải một tên trộm ngốc thôi. Hả? Trộm hả? Trộm đâu? Không sao. Đừng như vậy, ngươi yên tâm mau đứng dậy đi. Tôi không dám nữa. Ngươi đứng dậy đi. Hả? Mau đứng dậy. Ngươi có thể đi rồi. Ông cho tôi đi hả? Đêm khuya rồi, mau về nhà đi. Khoan đã. Là ông kêu tôi đi mà. Chắc ông không bắt tôi đến quan phủ chứ? Người mang ít gạo này về nhà đi. Ông cho tôi mang gạo ăn trộm đem về nhà. Đúng. Nếu có cơm ăn, ai lại mạo hiểm đến chùa ăn trộm một chút gạo chứ? Cường đạo trộm gạo nhất định là do nồi trong nhà không còn gì nữa. Mà mang theo gạo về nhà đi. Người ở nhà đang đói bụng đợi người đó. Đi đi. Cảm ơn lão sư phụ. Cảm ơn lão sư phụ. Ở các hương thân à, theo chặt một chút nghe. Chú ý dây chừng nha. Lão sư phụ. Lão sư phụ, cảm ơn ông đã cứu mạng chúng tôi. Tôi muốn theo ông đến Nam Hoa Tự, đi làm chút việc kiếm cơm ăn. Tôi có sức lực mà. Nam Hoa Tự đã xây hoàn tất rồi, bây giờ đang chuẩn bị đi dân môn tự. Nếu cậu muốn thì theo ta cùng đi đi. Nếu có tín đồ quyên góp xây chùa, cậu không chỉ kiếm được một miếng cơm ăn, mỗi tháng còn có thể được một ít tiền công. Tôi đi theo ông. Đợi đã, lúc nãy ông nói là đi đâu vậy? Núi Dân Môn ở Nhũ Nguyên. Dân Môn tự, núi Dân Môn. Cảm ơn lão sư phụ, chúng tôi không đi nữa.
Quảng Đông, Dũng Nguyên, chùa Dân Quân. Sư phụ à, sư phụ à, con đợi thầy đến đã đợi hết 5-6 năm rồi. Ta hả? Ngoài những dân tị nạn này không mang được gì đến cho con, con thất vọng rồi chứ. Sư phụ à, thầy nói đi đâu rồi? Chỉ cần sư phụ đến là có Phật duyên, có nhân khí rồi, cái gì cũng có. Mình không à, con cũng biết học nịnh hót rồi hả? Mình không à, giống người chúng ta đi suốt cả ngày đã đói lắm rồi, con mau sắp xếp nấu chút gì cho họ ăn đi. Dạ. Nè, thường đi vào trong ha. Nè, có thể giúp đỡ cho mượn thêm một ít lương thực không? Mấy ngày này đi đâu mà mượn được lương thực? Việc này tôi không giúp được đâu. Đi từ từ tôi thôi. Phải dậy đây. Lát nữa là có cơm ăn rồi. Sư phụ à, hả? Sư thật không dám giấu, mấy ngày nay con cũng dựa vào hái rau dại, đào củ mì để qua ngày. Củ mì tốt đó, núi Vân Nam đâu cũng có mà. Những dân tị nạn này có thể sống rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải ăn một bữa cơm. Tốt đó. Đây là đây là túi gạo ta mang từ năm qua tự đến. Con xem, đủ cho chúng ta ăn một bữa cơm rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Sư phụ à, đủ rồi. Nhưng mà sư phụ à, hôm nay ăn hết rồi, ngày mai phải làm sao đây? Đừng cứ mãi vì ngày mai lo buồn. Ngày mai tự có cách của ngày mai. Đi thôi. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Sư phụ à, sớm như vậy mà thầy đào cái gì vậy? Ta hả? Ta đang đào móng. Sau này đây chính là cổng chùa Dân Môn. Tu sửa Dân Môn tự đã bắt đầu vậy rồi sao? Không bắt đầu như vậy, còn muốn cử hành lễ đặt móng gì nữa? Bây giờ là thời buổi đặc biệt, xây một cục gạch được một cục gạch, xây một bức tường được một bức tường. Chỉ dựa vào hai người chúng ta sao? Hơn nữa còn có nhiều dân tị nạn già yếu bệnh tật, lại không có tiền, sống cũng thành vấn đề đó. Xây tổ đình là việc trồng nhân thiện, trồng phúc điền đó. Con đó, chỉ cần làm là được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Duyên phận đến rồi, cái nên có tự nhiên sẽ có. Vậy anh rốt cuộc có đi hay không? Lão hòa thượng này thật là có chút bản lĩnh. Dân môn tự một ngày một dạng. Vậy chỗ họ có còn dân tị nạn không? Một nhóm đến lại một nhóm đi, đều là qua đường. Vừa dựng lên vài căn nhà tranh, bận bịu suốt. Bây giờ đi làm công, có cơm ăn, còn có tiền công nữa. Vậy gặp phải người quen trong thôn thì phải làm sao đi? Mặc kệ đi. Nếu còn có đường sống, chúng ta cũng không cần phải từ khúc gian quay trở về đây. Khổ muội à, cha nhất định phải nuôi con trưởng thành. Lão sư phụ. Ngưu đến rồi thì tốt. Dân vùng tự đang thiếu người đó, cậu mau qua đó đăng ký. Dạ. Người tiếp theo. Tôi tên là An Ngưu. An Ngưu, tôi muốn làm công. Là anh à? Không phải anh đang ở bên ngoài làm cái gì đó rồi sao? Tôi muốn làm công, huynh cứ viết tên cho tôi đi. Không được, không được. Nè, huynh viết đi mà. Đất sạch Phật môn làm sao có thể để loại người gian trà trộn vào? Tại sao cậu ta không được đăng ký làm công? Lão sư phụ, tại người có điều không biết, hắn là người của thôn Lưu gia chúng tôi. Tiểu tử này từ nhỏ không cha không mẹ, nhờ ăn cơm bách gia mà lớn. Người trong thôn không bạc với hắn, không ngờ hắn lại quên ân phụ nghĩa,
là một cô gái trong thôn chúng tôi bụng bự ra. Cô gái đó cũng khổ mạng, trong nhà chỉ có một cha già mù. Cha con hai người giống nương tựa nhà mà sống. Sau khi việc này xảy ra, cha già mù liền tức giận mà chết, làm cô gái đó muốn treo cổ tự tử, sau đó cũng không biết chạy đâu rồi. Đây không phải là chuyện quá khứ rồi sao? Có liên quan gì đến việc hôm nay cậu ta muốn làm công? Trời ơi, ông đúng là không biết. Hắn bị người trong thôn đánh một trận, đuổi ra khỏi thôn. Nghe nói tiểu tử này ở bên ngoài không làm việc chân chính, mà là trộm cắp giặt, bị bắt đánh hết mấy lần rồi. A Di Đà Phật. Tâm Phật như biển chứa đựng trăm sông, bao dung là lớn. Đừng nói những chuyện này nữa. Mọi người đều đi làm việc đi. Hả? Mau đi làm việc đi. Ngư à, cậu cũng mau đi gánh đá đi. Lão Nạp ở đây đăng ký cho cậu. Ừ, dạ được. Sư phụ à, chậm thôi. Cẩn thận á, cẩn thận dưới chân. A Di Đà Phật. Dân môn tự vẫn còn có nhà tranh để che mưa tránh gió, sao họ vẫn chưa đến vậy? Ê, sư phụ, họ đến rồi kìa. Sư phụ, sư phụ. A Di Đà Phật. Các vị thí chủ bao lên. Dạ dạ. Bồ Tát phù hộ, chúng ta xem như đã tới với môn tự rồi. Bọn trẻ tội nghiệp kia, mưa gió này càng tạo thêm tội lỗi đó. Bọn trẻ chính là sau khi Quảng Châu bị chiếm lĩnh, hơn 100 cô nhi di dời đến Khúc Giang. Bây giờ Khúc Giang bị đánh bom, bọn trẻ là phải di dời đến miền Tây. Vậy bọn trẻ đang ở đâu? E là vẫn còn ở vùng Quan Sơn cách đây mấy chục dặm, là sống hay chết vẫn chưa biết. A Di Đà Phật. Mau lên núi đi. Nè, mau lên. Mau mau. Ở phía trước á là tới nơi rồi đó. Bắt chặt nha. Hôm nay ta triệu tập mọi người đến là vì có một việc gấp ta không yên lòng. Có một đám trẻ từ Quảng Châu chuyển đến đây. Chúng nó là những cô nhi bị mất đi cha mẹ người thân trong chiến tranh. Hiện tại chúng nó đang gắng gượng trong mưa to gió lạnh. Ta muốn nhờ mọi người cùng ta đi đón chúng nó về dân môn tự. Sư phụ à, nhanh lên đi. Các con, sắp đến rồi, ráng chịu thêm chút, sắp đến rồi. Ráng chịu thêm chút rồi đi. Cô giáo, cô giáo, cô giáo, cô giáo, cô giáo, cô giáo. Lão sư phụ, các người đi đâu vậy? Quỷ Nhật Bản sắp chiếm lĩnh Khúc Giang rồi. Đúng vậy, sao có người còn dám quay lại đó? Các người có nhìn thấy đám cô nhi hay không? Thấy thì có thấy, nhưng bị bỏ phía sau xa lắm, vừa đói vừa rét. Sao chúng nó đều chết sạch rồi? Đúng đó. Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, phù hộ bọn trẻ bình an vô sự. Thôi đi thôi, đi thôi. Đi mau, đi mau. Đi. A Di Đà Phật. Cô ơi, 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 gặp được ông ấy chắc em sẽ được. Cô ơi, 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 mau lên đi. Các con, ông dân cứu các con đây. Ông ơi, ông ơi, đi, đi, đi thôi, ông mau đi thôi. Đi, 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 mau lên, mau đi thôi. Đi lên, cẩn thận nhán lên cô. Sư phụ, sư phụ, dân viên tị nạn đó đều được sắp xếp yên ổn rồi, chỉ có lương gạo trong chùa không còn dư nhiều thôi. Ta đã muốn tìm các con. Mình không à, còn mang hết tiền còn lại trong chùa đem ra đây, toàn bộ đổi thành lương thực. Sư phụ à, đúng như báo chí nói, Trung Nhật song phương đã đến mức một hạt gạo đổi một giọt máu rồi, còn có thể đi đâu mua lương gạo được đây? Ngày mai con đến Thiệu Quan một chuyến tìm Lâm cư sĩ, nhờ ông ấy nhất định phải giúp. Mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Đây đều là kiếp số. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả tăng nhân và dân công cùng nhau ăn củ mì và rau cải để lương thực lại cho cô nhi và toàn thể dân tị nạn. Dạ sư phụ. Vậy con đi đi. Hoàng Bổn. Sư phụ. Còn mang lá thư này của ta đến Quảng Tây một chuyến, phải gặp được Lý Tế Thầm tướng quân,
Còn hãy nói lão Đạp một đời không cầu khấn gì, việc này xin ông ấy nhất định phải giúp đỡ. Sư phụ, ý thầy là xin ông ấy nhanh chóng phái người đến đưa số cô nhi này đến Đại Hậu Phương. Đệ tử hiểu rồi. Việc này vô cùng quan trọng, người Nhật nhanh chóng đánh đến đây rồi, một khi bị lộ, sư phụ, đệ tử sẽ dùng tính mạng để giữ bí mật này. Vậy lão Đạp thay mặt các cô nhi đó bái tạ con vậy. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Tôi nghe. Tôi nghe. Sao rồi? Ta mang thức ăn về cho mẹ con muội đi. Ông trời ơi, sao lại muốn cướp đứa con khổ mạng của tôi? Tôi nghe, em nói gì bậy vậy? Con muội, con muội nó chết rồi. Nó vẫn còn sống. Con tôi đã không cứu được nữa rồi, không cứu được nữa tôi rồi. Tôi nghe, em nói bậy gì vậy? An của ta dù có lên núi đao xuống biển lửa, con phải cứu khổ muội mà. Đi. Khổ muội. Bồ Tát sống, Bồ Tát sống, cậu sẽ đâu hãy cứu A Ngu đi. Cô là tôi là Tú Ngà, tôi là Tú Ngà, sẽ đâu đại phát từ bi cứu A Ngu đi. Đừng vô, đừng vô, nói từ từ thôi nào. Ngu sao rồi? A Ngu, Ngu, anh ấy vì kiếm tiền cứu mạng con gái tôi, cho nên tôi qua mạo hiểm đến nhà tộc trưởng ăn trộm đồ, kết quả đã bị họ bắt rồi. Lần này họ muốn đánh A Ngu đến chết với tôi. Lão Bồ Tát, cậu xin ông cứu Ngu đi, anh ấy là một người tốt. Cô không nên nóng vội, từ từ nói thôi. Cho ta biết đứa trẻ có phải bị bệnh nguy kịch không? Bây giờ đang ở đâu vậy? Ở phòng khám của tiểu hoa đà Liễu tiên sinh trong trấn đó. Liễu tiên sinh nói mạng đứa trẻ thì có thể giữ được, nhưng mà tiền thuốc lại quá mắc, cho nên Ngu đã... Được rồi, bây giờ ta cùng cô đến thôn Lưu đi. Đi. Cảm ơn Bồ Tát sống, cảm ơn Bồ Tát sống. Giỏi cho anh Ngư người. Ngươi từ nhỏ mất đi cha mẹ, là các hương thân phụ lão trong thôn, đông một nhà tây một nhà, nuôi ngươi thành người. Nhưng ngươi biết ân không báo, ngươi có chút lương tâm không? Hả? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Sao lại không nghĩ vậy chứ? Đúng rồi, không nghĩ vậy chứ. Mẹ ông ấy như... Ngươi là dòng quê nữ Tu Nga của nhà lão Nhị Mù. Hai lão Nhị Mù phát bệnh mà chết, theo tộc quy phải bỏ ngươi vào lòng heo ngâm sông. Các hương thân nghĩ ngươi là đứa trẻ khổ hạnh nên tha ngươi một mạng. Không ngờ hai năm sau ngươi lại đi làm cường đạo, còn dám đến cả nhà tộc trưởng ta ăn trộm. Tục ngữ nói trộm không trộm đồ láng giềng, ngươi tự nói đi, lần này ngươi có đáng bị trừng trị hay không? Đáng hả? Ừ, vậy tốt. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một là đối với chuyện của Tú Nga và chuyện ăn trộm tối qua, quỳ xuống khấu đầu 3 cái, nhận tội với mọi người, rồi chịu 30 roi. Từ nay không được phép lộ diện ở thôn này nữa. Một khi lộ diện, các hương thần ai nhìn thấy sẽ dùng đá ném chết người. Tôi không muốn điều kiện này. Vậy điều thứ hai, theo tộc quy, nhốt ngươi vào lòng heo ngâm sông, ngươi chịu không? Tôi không muốn điều kiện này. À Ngưu à, ngươi là kẻ điếc hả? Không nhận tội là bị ngâm lòng heo đó, chịu đòn roi vẫn tốt hơn chết mà. Tôi không muốn điều kiện này. Cái thằng nhóc này sao lại cứng đầu như vậy? Tộc trưởng, lấy roi ra đánh cái thằng súc sinh này, bắt nó nhận tội. Đúng rồi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Vậy đành phải để ngươi chịu tội sống vậy. Xem ngươi còn cứng miệng không. Đánh. Đánh mạnh cho ta. Đánh vậy là đúng rồi. Đánh vậy đúng rồi. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tu Nga, đừng đánh nữa tộc trưởng. Tôi xin ông đừng đánh anh Ngưu nữa mà. Tu Nga, sao còn binh vực cho thằng súc sinh này? Nó đã hại con, còn hại chết cha con nữa đó.
Thư dân trưởng lão, sao ông lại đến đây vậy? Ta đến đây để giải cứu một người tốt, một người thiện. Người thiện? Trưởng lão à, ông không nhầm lẫn chứ? Tối hôm qua nó chạy đến nhà tôi ăn trộm đó. Đúng rồi, ăn trộm quả là có tội. Nhưng các người đều biết ngày xưa cậu ta không phải là một tên trộm. Tại sao các người không hỏi thử tại sao cậu ấy phải đội tiếng xấu này mạo hiểm để đi làm ăn trộm? Tại sao? Cậu ta là vì muốn cứu khổ muội, con gái của Tu Ngà. Đó cũng là con của nó mà. Không. Ủa, tại sao lại không vậy? Khổ muội không phải là con của A Ngưu. Hả? Cái gì? Ủa, vậy làm sao? Nói vậy làm Tu sao Ngà chứ? Cô tự nói đi. Cô nói một câu, trong lòng cô sẽ giảm bớt một nỗi khổ. Tu Ngà, đừng nói nữa. Không, anh cứ để cho tôi nói đi. Tôi phải nói. Anh Ngư đã bị oan ức. Anh ấy chưa hề đụng đến thân thể tôi. Cổ mũi, cổ mũi nó là con của một tên vô lại bán tạp hóa trong huyện thành. Là lúc tôi chàng về ở sau núi bị hắn ta làm nhục. Sau đó tôi phát hiện tôi đã có mang. Cái bụng mỗi ngày một lớn, không còn cách nào tiếp tục che giấu mọi người nữa. Cha tôi hỏi tôi lại không dám nói ra. Hại cô già ông phát bệnh mà chết. Tôi cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa, nên đến sau núi treo cổ tự tử. Là anh Ngưu đã cứu tôi. Anh ấy nói có một người thân tôi biết bao, đứa con này sinh ra cứ gọi anh ấy là cha. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều nên đồng ý rồi. Không ngờ anh ấy chạy vào thôn lớn tiếng la hét, nói các người nghe đi, đứa con trong bụng Tu Ngà chính là con của anh Ngưu này. Sau đó không phải các người đều biết hết rồi hay sao chứ? Anh ấy vì hai mẹ con chúng tôi chịu nhiều uất ức, chịu hết khổ nhục. Những lúc đi đường, anh ấy mới đi thực hiện mấy lần trộm cắp giặt. Anh Ngưu, là tôi và khổ mũi liên lụy anh. Tôi và khổ mũi đời này kiếp này đều không thể quên được anh. Anh đã vì hai mẹ con chúng tôi chịu hết uất ức, chịu hết khổ nhục. Anh Ngưu, tôi có lỗi với anh. Tôi và khổ mũi có lỗi với anh. Ngưu à, cậu ta là Bồ Tát thật đó. Đúng vậy, đúng rồi, đúng rồi. Đúng là Bồ Tát thật chứ. Chúng tôi hạ quan cho cậu rồi. Cậu và Tu Ngà trở về đi ha. Tu Ngà, khổ mũi bây giờ ở đâu? Nó còn ở phòng khác của Liễu tiên sinh. Các người nghe đi, khổ mũi là con của tôi, sau này sẽ gọi tôi là cha đó. Đi Tu Ngà. A Di Đà Phật. Sư phụ đến rồi. Mà mau đưa anh ta lên giường đi. Sư phụ, Lý Tướng Quân sau khi nhận được thư của thầy đã phái hai chiếc xe đến, dọc đường giống không có chuyện gì. Bất ngờ ở ngoài thành đụng phải binh Nhật vận chuyển lương. Tuy đã tiêu diệt được chúng nhưng vị quan này cũng bị thương, thầy xem đi. Đây không phải là quản tế sao? Dạ, anh ấy ở chỗ Lý Tướng Quân đảm nhiệm liên trưởng liên đặc vụ. Lão sư phụ, cấp trên của chúng tôi sao rồi? May mà không bị thương đến xương, chỉ là mất máu quá nhiều, mạch tượng hơi yếu thôi. Vậy thì tốt. Nhưng mà lão sư phụ, xe quân của chúng tôi không thể ở lại lâu, phải trong đêm đưa số cô nhi này chuyển đi. Hoàng Bổn à, con mau đi gọi mấy người xuất gia đến, nhanh chóng đưa số cô nhi này lên xe đi. Dạ. Nhưng mà lão sư phụ, cấp trên của chúng tôi bây giờ anh ta không thể đi cùng các vị được. Cứ để lão nạp ở đây chăm sóc cho anh ta vài ngày,
đợi vết thương lành rồi mới tính đi. Vậy cảm ơn lão sư phụ. A Di Đà Phật. Nè, sư phụ, đừng nói chuyện. Phải bớt nói chuyện. Các con đã cứu được nhiều cô nhi như vậy, đây là công đức lớn biết bao. Ta chăm sóc con là lẽ nên làm. Ta hỏi con, đánh chết nhiều binh Nhật như vậy, xe quân lương đó đi đâu rồi? Xe quân lương đó, chúng con đẩy nó xuống dưới khe núi Dương Môn rồi. Quản Tế à, nè, ngồi xuống đây. Lão Nạp cạo đầu cho con, ngồi xuống. Sư phụ, con đã hoàn tục rồi, bây giờ con là một quân nhân. Cái này ta biết mà, nhưng bây giờ con phải nghe lời ta. Bắt đầu từ bây giờ, con chính là một hòa thượng của Dân Môn Tự. Bây giờ ta sẽ cạo đầu cho con. Sư phụ, không xong rồi, quân Nhật Bản xâm nhập cửa núi rồi. Sư phụ, quân Nhật đã bao vây hết chùa rồi, kêu tất cả mọi người đến trước điện tập hợp. Đừng đông, cẩn thận lỡ cạo trúng da đầu. Con đi xem tiếp đi. Dạ. Sư phụ, quân Nhật Bản kêu tất cả mọi người đến trước điện tập hợp. Biết rồi, lát được chúng tôi sẽ ra. Quản Tế, con có thể đứng dậy đi vài bước không? Dạ được, sư phụ. Phải đi vững một chút, phải tỏ ra uy nghi của một vị tăng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.